Cách đây vài ngày, Messi đã lần thứ 8 giành quả bóng vàng của tờ France Football. Cầu thủ người Argentina đã nối dài kỷ lục, vượt qua người xếp thứ 2 là Ronaldo tới 3 lần. Siêu sao người Bồ Đào Nha mới có 5 lần được vinh danh. Chị gái Ronaldo, Katia Avero, ủng hộ một bài viết trên Instagram cho rằng những quả bóng vàng của Messi có mùi. Trong khi Ronaldo không thể giành quả bóng vàng kể từ năm 2017 thì Messi đã có tới 3 lần được vinh danh từ thời điểm đó, 2019, 2021 và 2023. Tuy nhiên, người nhà Ronaldo không phục những quả bóng vàng mà Messi giành được. Trên trang Instagram, chị gái của Ronaldo, Katia Avero, đã gây bão khi ủng hộ bài viết có nội dung dè bỉu những quả bóng vàng của Messi có mùi. Ở bên dưới phần bình luận, Katia Avero đã thể hiện sự tán thành khi sử dụng 5 biểu tượng vỗ tay, tượng trưng cho 5 quả bóng vàng của em trai. Điều đáng nói, Ronaldo cũng có động thái tương tự. Sau khi tổng biên tập tờ AS Tây Ban Nha Tomas Roncero đăng tải bài viết có nội dung không hài lòng với việc Messi giành quả bóng vàng 2023, CR7 đã ấn nút thích và bình luận bằng 4 biểu tượng cười ra nước mắt, ngầm đồng ý với phân tích của ông Tomas Roncero. Nhà báo Tomas Roncero viết, đúng là Messi đã vô địch World Cup 2022 nhưng với 6 quả phạt đền. World Cup cũng trôi qua 10 tháng rồi. Messi đã giành 8 quả bóng vàng nhưng cậu ta chỉ xứng đáng trong 5 lần. Messi đang giữ quả bóng vàng của Andres Iniesta hoặc Xavi. Cậu ta cũng nhận giải đáng ra thuộc về Robert Lewandowski và bây giờ là trường hợp của Erling Haaland. Lewandowski từng vô địch 6 giải đấu trong 1 năm, còn Haaland là vua phá lưới của mọi giải đấu.